Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ năm, ngày 27 tháng 5 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 16 tháng 4 năm Tân Sửu, Ngày này là ngày Ất Hợi, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc kim quỷ giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc bảo quang giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ bính tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc bạch hổ giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên lao giờ Kỷ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc nguyên vũ giờ tân tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc câu trận giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước Vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh sơn đầu hỏa ngày ất hợi tức chi sinh can nghĩa là thủy sinh cho mộc và ngày hôm nay là ngày cát Vài nạp âm sơn đầu hỏa kỵ tuổi kỵ tỵ tân tỵ ngày thổ hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi quý dậu ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa ngày hợi lục hợp với dần tam hợp với mão và mùi thành mộc cục xung với tỵ hình hợi hại thân phá dần và tuyệt ngọ vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi quý tỵ tân tỵ tân hợi tuổi xung trong tháng tuổi đinh hợi ất hợi đinh mão vài các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt đức hợp tốt mọi việc kỵ về tố tụng sao địa tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương sao dịch mã tốt mọi việc nhất là về xuất hành sao kim đường hoàng đạo tốt mọi việc sao sáu trong ngày gồm có sao nguyệt phá xấu về xây dựng nhà cửa sao thần cách kỵ về tế tự sao vạn vong Hai con gọi là sao thổ kỵ, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng Đông Nam. Sau đây mời các bạn đón xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 27 tháng 5 năm 2021 mời các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn đón xem từ vi tuổi Tý thứ năm ngày 27 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ năm này đang có được báo hiệu sự nghiệp của bạn tiến triển vô cùng là thuận lợi trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý đang gặp được ngày của tam hội phù trợ bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân và rất có thể quý nhân sẽ giúp cho bạn khắc phục được những khó khăn đang còn tồn động trong suốt thời gian vừa qua trong ngày này nếu như bạn tuổi Tý nghiêm túc làm việc bản mệnh có thể sẽ nhận được sự tán thưởng của cấp trên và đồng nghiệp vì những thành tích xuất sắc mà bạn đã đạt được bạn tuổi tí, bạn hãy tin rằng mọi sự cố gắng của mình sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng trong tương lai và để tiếp tục cố gắng hơn nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tí, lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với những người khác giới đang phát triển rất tốt đẹp nếu như bạn đang còn độc thân thì bạn có thể được một vài đối tượng hứa hẹn tiếp cận. Bạn cần phải mở lòng mình ra và lắng nghe trái tim mình lên tiếng nữa. Vài từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim, sự nghiệp phát triển thuận lợi như ý muốn. Từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy, quý nhân trợ giúp khắc phục được những khó khăn. Từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa, đồng nghiệp khâm phục. Lãnh đạo đánh giá cao, Tử Vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, nhân duyên với những người khác giới được tốt đẹp, Tử Vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, suy nghĩ chính chắn trước khi đưa ra quyết định. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cá tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phụ trợ, tuổi giàu, tuổi thân, tuổi tỷ. Từ vi tuổi Sửu, thứ năm, ngày 27 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu trong ngày này rất có thể sẽ khẳng định được vị thế của mình trong các ngành nghề như là nghệ thuật, khoa học, du lịch và kỹ thuật. Ngày này với bạn tuổi Sửu nhờ có được thiên ấn nâng đỡ cho nên bạn nhận được sự khâm phục của đồng nghiệp và sự đánh giá cao của những người có địa vị trong tập thể nữa. Và với bạn tuổi Sửu, nếu như bạn tích cực sử dụng trí thông minh và sáng tạo của mình, bạn có thể mở những lối đi riêng và phát triển theo hướng hoàn toàn khác biệt với mọi người. Tuy nhiên, dù sao bạn vẫn cần phải hòa đồng với mọi người, chớ có tự cô lập bản thân mình như vậy. Và trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc cái điều này làm cho bạn tuổi Sửu cần phải quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn. Bạn không nên dồn tất cả mọi thời gian cho sự nghiệp của mình. Cho dù bạn cố bạn dọn đến đâu đi chăng nữa, cũng cần phải cố gắng dùng bữa tối với các thành viên trong nhà. Và đây là thời điểm các thành viên đều quay quần bên nhau. Bạn cần phải biết mình là một người có trách nhiệm trong gia đình nữa và tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim khẳng định được vị thế của mình nếu như làm trong các ngành nghề như là nghệ thuật, khoa học, dịch vụ. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy nhận được sự đánh giá cao của những người có quyền chức trong xã hội. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa mở lối đi riêng không phụ thuộc vào người khác. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc cân bằng thời gian cho công việc và cuộc sống và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 57 số 82 giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cá tường màu cà phê màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ năm ngày 27 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi dần ạ cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông dần thân tỵ hợi cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo về phương diện tình cảm của bạn lại không được tốt cho lắm đặc biệt là trong ngày này đối với những bạn đã lập gia đình bạn cần phải tâm sự với nửa kia nhiều hơn để tình cảm đôi bên không trở nên lạnh nhạt và ngày này, đối với những bạn đang quản độc thân, cũng gặp nhiều chuyện không như ý trong chuyện tình cảm. Bạn khó tìm được người phù hợp, cho dù hiện tại bạn đang có mở lòng với mọi người xung quanh đi chăng nữa. Có lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp để cho bạn bắt đầu chuyện yêu đương. Tuy nhiên, với bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này, về phương diện tiền bạc của bạn, nhờ có được chính tài phù trợ cho nên bạn sẽ gặt hái được những khoản tiền đáng kể cho mình và bạn có thể được thử nóng vì đạt được thành tích cao trong công việc hoặc là tìm được những mối đầu tư có lợi mang lại lợi nhuận nhanh chóng và bạn tuổi dần bạn biết mình là người rất đáng kính nữa về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy không tìm được người phù hợp tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa vợ chồng lạnh nhạt thiếu đi sự quan tâm đến nhau từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia nhiều hơn từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim nhận được tiền thưởng hoặc là các khoản lãi về đầu tư về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 65, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ năm ngày 27 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi mão trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ cho nên với bạn tuổi mão luôn cảm thấy có được sự hăng hái khi bắt tay vào công việc tuy nhiên vì bạn đang có xu hướng lý tưởng hóa mọi việc cho nên bạn thường thấy chán nản và muốn từ bỏ nếu công việc gặp phải khó khăn bất ngờ với bạn tuổi mão, bạn tính hiền hòa, vui vẻ là yếu tố tác động lớn giúp cho các mối quan hệ xã giao của bạn mệnh phát triển khá thuận lợi. Bạn tuổi mão, bạn luôn chân thành, nhiệt tình giúp đỡ mọi người mà không hề toan tính. Vì vậy, chắc chắn bạn cũng sẽ được mọi người giúp đỡ nếu như bạn gặp phải những vấn đề khó khăn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão lại đang gặp được ngày có thủy sinh chua mộc vượng. Cái điều này cho thấy về gia đình của bạn tuổi Mão trong ngày này có được bầu không khí rất hài hòa và ấm áp. Bạn và nửa kia của mình luôn tâm sự với nhau mọi chuyện dù là lớn hay là nhỏ và chẳng hề giấu giếm điều gì nhờ vậy mà tình cảm vợ chồng ngày càng một gắn kết hơn vai từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy hăng hái khi bắt tay vào công việc từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa dễ bộ cuộc dựa chừng nếu gặp khó khăn từ vi tuổi kỵ mão thuộc mệnh thổ không nên lý tưởng hóa mọi việc quá mức từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc gia đình có được sự hòa hợp vợ chồng thấu hiểu lẫn nhau từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim tin tưởng và luôn tâm sự với nửa kia Vài đánh giá của bạn tuổi mạo trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 67, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi tuất, tuổi hợi. từ vi tuổi Thìn thứ năm ngày 27 tháng 5 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ năm này đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh cái điều này sẽ làm cho bạn tuổi Thìn gặp được nhiều điều thuận lợi nếu như bắt đầu sự nghiệp mới bạn tuổi Thìn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với những người khác và dần dần chinh phục được cái đích đã đặt ra trong ngày này, đối với những bạn đi làm đã lâu năm thì nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và đồng nghiệp. Nếu như muốn tiến xa hơn nữa trong tương lai, bạn tuổi thìn cần phải đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa, khó chinh phục hơn nữa, không nên vội hài lòng với thực tại. Và bạn có biết mình là người có thể phát tài bất ngờ nữa hay không? Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi thìn, lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi thìn là cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia nếu như đôi bên có chuyện gì bất đồng ý kiến bạn mệnh đừng có khăng khăng với những ý kiến cá nhân bởi chưa chắc tất cả những suy nghĩ của bạn đã là đúng đắn về từ vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ gặp nhiều uh, gặp nhiều thuận lợi nếu tham gia thi cử tuyển chọn tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp và cấp trên tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim về tính tình nóng nảy dễ bị kích động tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy đừng có bắt người khác phải nghe theo ý của mình Vài đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 31, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Thân, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Tỵ thứ năm ngày 27 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Tị ạ. chúng ta thấy là với bà tuổi Tỵ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Tỵ không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình, bản mệnh dễ gây mất lòng, thậm chí là tổn thương những người xung quanh vì tính cách ăn nói không hề kiêng nể ai. Bạn tuổi tỵ trong ngày này, bạn cũng trải qua một ngày vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc, có tham vọng là tốt. Nhưng để đến được với thành công thì bạn cần phải có một quá trình với lộ trình rõ ràng, không thể nóng lòng là thành công ngay lập tức được. Bạn tuổi tỵ bạn vốn là người thông minh, có chí tín thủ. Vì vậy, nếu như muốn khẳng định vị thế của mình, bạn hãy biết tận dụng và phát huy điểm mạnh của mình. Cùng với đó, bạn cũng nên làm giàu một cách trong sáng, không nên trở thành người tham tiền, chạy theo những gì không phải là của mình. Và bạn cũng cần phải cố gắng vì bạn là người có thể là phát tài một cách nhanh chóng trong vài năm tiếp theo. Vài từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa cần phải chú ý tới đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp với mình. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ dễ gây mất lòng mọi người xung quanh. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc ôm đồm nhiều công việc không nên tham lam. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim nên lập ra những kế hoạch phấn đấu rõ ràng cho tương lai. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy tận dụng và phát huy điểm mạnh của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 37, số 44, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Từ vi tuổi ngọ thứ năm ngày 27 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi ngọ đang gặp ngày có thủy khắc với họ cái điều này cho thấy bạn tuổi ngọ trong ngày này rất dễ rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh với nửa kia vì những quan điểm bất đồng nhau vợ chồng không tránh khỏi những khi mâu thuẫn tuy nhiên bạn không nên cố tình nói những lời gây tổn thương cho nửa kia trong cơn nóng giận như vậy. Và với bạn tử ngọ, một khi rắc rối nảy sinh, dù ai là người đúng, ai là người sai, bạn mệnh cũng có thể chủ động làm hòa, vợ chồng cùng sống trong một mái nhà, mâu thuận kéo dài, chỉ khiến cho bầu không khí thêm phần căng thẳng, hơn thua cũng chẳng đem lại lợi ích gì bạn tử ngọ nhé. Và trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tử ngọ, công việc của bạn đang gặp thiên quan chiếu mệnh. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là không nên nóng nảy và không nên tranh chấp với những kẻ tiểu nhân hoặc là những người có quyền chức trong xã hội. Một điều nhịn, chín điều lành, bạn tuổi ngọ nên biết vận dụng câu tục ngữ này với tình huống của bản thân mình. Về từ vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim dễ bất đồng ý kiến với nửa kia từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy không nên nóng nảy nói lời tổn thương người khác từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa hãy chủ động làm hòa khi có mâu thuẫn nổ ra từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ không nên mâu thuận với tiểu nhân hoặc là người có chức quyền từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc bỏ qua không xô đua những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống và đánh giá của bạn thủy ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 41, số 53, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi Mão tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ năm ngày 27 tháng 5 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là bà tuổi mùi đang gặp được ngày có thiên ấn chứa mệnh Cái điều này cho thấy với bà tuổi mùi bạn là người thông minh và khôn khiếu sẽ đạt được những mục tiêu của mình đã đặt ra và bạn có thể giải quyết được những khúc mắc trong công việc một cách nhanh chóng nhờ vào những kinh nghiệm làm việc phong phú của mình. Tuy nhiên, với bạn tuổi mùi trong ngày này, bạn cũng cần phải mở rộng mối quan hệ xã giao của mình, không nên tự tách mình ra khỏi tập thể. Sức mạnh của tập thể to lớn sẽ giúp cho bạn chinh phục được những đỉnh cao mà bạn không thể nào với tới nếu như chỉ có một mình mình. Và xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi mùi, ngày hôm nay là ngày thích hợp để cho bạn quan tâm tới sức khỏe của mình. Nếu như cơ thể của bạn gặp bất cứ vấn đề gì thì bạn có thể sắp xếp thời gian để đi thăm khám bác sĩ, không nên để đến khi mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn rồi mới giải quyết, khi đó sức khỏe của bạn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim đạt được thành công khiến cho mọi người khâm phục. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy kinh nghiệm dài dặn, giải quyết vấn đề nhanh chóng, tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa không nên tự tách mình ra khỏi tập thể, tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ nên quan tâm tới tình hình sức khỏe của bản thân, tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc không nên cố tình nói lời tổn thương người khác. Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 48, số 60, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cá tường màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ năm ngày 27 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Than đó cho chúng ta thấy là bạn tuổi Than đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cái điều này sẽ khiến cho bạn tuổi Than trải qua một ngày không được mấy in ổn do có kẻ tiểu nhân dở trò cho nên bạn mệnh tuổi Than vướng phải những chuyện thị phi không mong muốn có thể những ai không hiểu rõ về bạn sẽ hiểu lầm bạn với bà tuổi thân trong ngày này, đừng quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản kháng bằng lời nói. Bởi lời nói cũng chẳng đem lại nhiều lợi ích thực tế. Bạn hãy dùng hành động thực tế để chứng minh cho mọi người thấy bạn là ai. Và khi trắng điên đã rõ ràng, kẻ tiểu nhân sẽ phải nhận sai mà thôi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi thân đang gặp ngày có kim sinh cho Thủy Vượng, cái điều này làm cho bà tuổi thân luôn luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của nửa kia, do đó nếu như không tìm được cách giải quyết cho vấn đề nào đó, bạn đừng có ngần ngại tâm sự với người ấy, hai người cùng có thể cùng nhau vượt qua sóng gió vài tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy đối mặt với tiểu nhân dễ vướng phải rắc rối Từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa hãy giữ bình tĩnh khi đối diện với những khó khăn tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ chứng minh bản thân mình bằng hành động thực tế tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc nửa kia thấu hiểu và biết chia sẻ Từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim tâm sự với nửa kia nếu gặp phải khó khăn và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 44 số 64 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Thìn tuổi Dậu Từ vi tuổi Dậu thứ năm ngày 27 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là với bà tuổi Dậu trong ngày này đang gặp được ngày có kim sinh cho Thủy Vượng cái điều này cho thấy về mối nhân duyên của bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay khá tốt đẹp, đặc biệt là đối với những ai chưa lập gia đình. Bạn mệnh tuổi Dậu trở thành một người có sức hút, được nhiều đối tượng tiềm năng theo đuổi và bạn hãy cho mọi người cơ hội được tiếp xúc và trò chuyện với mình nhiều hơn nữa. Và trong ngày này, đối với những bạn đã lập gia đình rồi, bạn luôn tin tưởng ở nửa kia, cho dù có nghe thấy những lời điều tiếng đi chăng nữa. Bạn biết rằng sự tin tưởng là một trong những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tử dậu lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cái điều này cho thấy công việc của bạn mệnh trong ngày hôm nay lại không được thuận lợi cho lắm. bạn tử giàu có thể sẽ vướng phải những vụ tranh quyền đoạt lợi với đồng nghiệp trong văn phòng. bạn cần phải cố gắng giữ mình tránh xa những chuyện thị phi và giữ lập trường cho vững vàng. về tử vi tuổi ất giàu thuộc mệnh thủy hãy cởi mở với những người tiếp cận mình. tử vi tuổi đinh giàu thuộc mệnh hỏa nhận được sự chú ý từ nhiều người khác giới, từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, dành sự tin tưởng tuyệt đối cho nửa kia, từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc, cố gắng tránh xa những chuyện thị phi không đáng có, từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim, hãy giữ vững quan điểm đúng đắn từ trước đến giờ. Vài đánh giá của bạn tử dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp ba sao, tài lộc 5 sao Sức khỏe 4 sao Tình cảm 5 sao Con số may mắn Số 57 Số 67 Giờ tốt Từ 1 giờ đến 3 giờ Màu sắc cát tường Màu xám Màu bạch kim Quý nhân phù trợ Tuổi xỉu Tuổi thìn Tuổi tỵ Từ vi tuổi tốt thứ năm ngày 27 tháng 5 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bà tuổi Tuất đang gặp được ngày có chính ấn phù trợ bản chất của bạn tuổi Tuất là người thông minh nhân từ không ham danh lợi nhưng đừng để cho điều đó biến bạn trở thành một người không có chí tín thủ và dễ dàng bằng lòng với thực tài nếu như bạn cứ dậm chân tại chỗ bạn sẽ bị người khác vượt qua bạn tuổi tuất nhé và bạn tuổi tuất bạn nhận ra được sự yêu mến của mọi người xung quanh và đây cũng là cơ hội tốt để cho bạn mở rộng các mối quan hệ xã giao giúp cho bạn gặp gỡ gặp gặp được quý nhân bạn cần phải trân trọng những người thực sự đối tốt với mình đồng thời bổ ngoài tai những lời điều tiếng nữa Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thổ khắc với Thủy. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là bạn cần phải quan tâm nhiều hơn tới con cái của mình. Bạn có nhận ra mối quan hệ của mình và các con đang dần trở nên xa cách nhau hơn hay không? Bạn hãy dành bớt thời gian cho công việc và dành nhiều thời gian hơn cho con cái của mình để thấu hiểu con cái của mình nữa vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa là người thông minh không ham danh lợi tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ không nên dậm chân tại chỗ để người khác vượt qua mình tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim cần phải quan tâm tới con cái của mình nhiều hơn tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà có phần xa cách. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 47, số 50, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ năm ngày 27 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi hợi trong ngày hôm nay sẽ có điểm báo của những tư tưởng bi quan tiêu cực do chịu ảnh hưởng xấu của cục diện ngũ hành hợi hợi tự hình gây ra tuy nhiên dù có bất cứ khó khăn nào bày ra trước mắt thì với bạn tuổi hợi cũng không nên bi quan. Bạn cần phải suy nghĩ tích cực. Có như vậy thì việc tìm cách khắc phục những trở ngại với bạn trở nên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Và với bạn tuổi hợi, bạn là người thông minh, nhanh nhẹn và quyết đoán. Tuy nhiên, đôi khi bạn lại quá nóng vội, đưa ra những quyết định không chính xác. Có thể đây chính là một trong những nguyên nhân khiến cho bạn khó gặt hái được thành công hơn người khác. Trong ngày này với ba tuổi hợi, nếu như có kế hoạch xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên đi về những hướng tốt như là Hỷ thần hướng Tây Bắc và Tài thần hướng Đông Nam. Đây là hai hướng tốt giúp đem lại nhiều may mắn, giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều điều kiện thuận lợi. Về từ vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, suy nghĩ bi quan, tiêu cực khi vướng phải khó khăn. Từ vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, không nên than than trách phận mà hãy chủ động nghĩ cách để giải quyết mọi vấn đề. Từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, nóng vội, dễ đưa ra quyết định sai lầm. Từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, nên bình tĩnh trao đổi với mọi người. Từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, hãy phát huy ưu điểm thông minh, nhanh nhẹn của mình. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 53, số 66, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào gặp lại.